Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ một khối lượng lớn cát xây dựng khai thác và mua bán trái phép. Khối lượng lớn cát không có nguồn gốc hợp pháp bị tạm giữ thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Phúc, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm giám đốc, đóng tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bước đầu kiểm tra, mặc dù giấy phép khai thác cát đã hết thời hạn nhưng ông Nguyễn Văn Hoàng vẫn tiếp tục thuê người đến khu vực mỏ để khai thác và vận chuyển về bãi tập kết của công ty tiêu thụ, với tổng khối lượng lên đến 2.000 mét khối cát. Công ty của ông Hoàng đã xuất bán gần 1.500 mét khối, số còn lại chưa tiêu thụ là 569 mét khối. Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, tạm giữ khối lượng cát xây dựng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.